Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật bóng đá Việt Nam và quốc tế ngày 21 tháng 1. Bản tin sẽ bắt đầu với những cập nhật mới nhất về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sau lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2023. Tối ngày 19 tháng 1, Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 0-1 trước Indonesia ở lượt trận 2 vòng bảng Asian Cup 2023. Đây là trận thua đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước đội tuyển xứ Phạn Đảo sau nhiều năm, khiến thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze chính thức phải sớm dừng bước tại giải đấu lớn nhất châu Á. Với việc phải nhận hai trận thua liên tiếp ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam bị tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng FIFA. Sau trận thua Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 6,5 điểm, còn 1.229,08 điểm, tụt xuống hạng 95 thế giới. Với thất bại trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ tới 23,26 điểm do xếp trên Indonesia, hạng 146 thế giới tới 51 bậc. Đồng thời, vòng chung kết Asian Cup thuộc hệ thống chính thức của FIFA và có hệ số điểm rất lớn. Như vậy theo tính toán của Footy Ranking, điểm số của đội tuyển Việt Nam sau hai trận thua đã giảm đi còn 1.205,89 điểm, tụt 4 bậc từ vị trí 95 xuống hạng 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội tuyển Việt Nam sau gần 6 năm kể từ hồi tháng 4 năm 2018. Nếu thua tiếp Iraq ở lượt trận 3 vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ thêm 11,32 điểm và văng khỏi top 100 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2018. Ở chiều ngược lại, tuyển Indonesia vừa chiến thắng trước Việt Nam được tổng cộng 23,18 điểm nhảy vọt lên 5 bậc lên thứ 142. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã gần như bị loại khỏi Asian Cup 2023 bất kể kết quả ở lượt trận cuối có ra sao. Bởi ở trận đấu trước đó, Iraq có chiến thắng bất ngờ trước Nhật Bản. Như vậy, dù có 3 điểm ở lượt trận cuối, Việt Nam vẫn xếp sau Indonesia hoặc Nhật Bản do thua về thành tích đối đầu sau khi trận đấu kết thúc trang chủ afc đã đăng bài bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển việt nam phải sớm dừng bước ở asian cup năm nay trang chủ của afc bình luận một trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù tiếc nuối nhưng kết quả không thể thay đổi và đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng cuối bảng D. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn trận thủ tục với đội tuyển Iraq. Đây sẽ là trận đấu chứng tỏ niềm tự hào dân tộc, khẳng định tinh thần của các cầu thủ. Họ đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019 với một hành trình tuyệt vời nhưng không thể vượt qua thành tích đó ở giải đấu năm nay. Bài viết của AFC chia sẻ thêm. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia nhận lời khen từ AFC khi đang có hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Thay cho huấn luyện viên Shin Tae-yong đang có cùng 3 điểm như đội tuyển Nhật Bản và hai bên sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối lúc 18 giờ 30 ngày 24 tháng 1 cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Iraq. Dù Việt Nam vẫn để thua sau trận, trang Sova vẫn chấm điểm cho thủ thành Philip Nguyễn tới 7,6 điểm cao nhất trên sân. Trận này, thủ thành sinh năm 1992 đã chơi rất xuất sắc và chỉ một lần bị đánh bại trên chấm 11m. Theo thống kê từ Sofa Score, Philip Nguyễn có 4 tình huống cứu thua, 3 lần băng ra phá bóng và tung ra 5 đường truyền dài thành công. Người được chấm điểm cao thứ hai bên phía đội tuyển Việt Nam là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh với 7,3 điểm. Việt Anh đã chơi rất tốt khi liên tục có những tình huống tắc bóng, giải nguy hay đánh trận. Trong khi đó, dù mắc lỗi sai lầm dẫn đến quả phạt đền cho đối thủ nhưng Thanh Bình vẫn được chấm 6,5 điểm. Cầu thủ sinh năm 2000 đã có tình huống kéo áo đối phương dẫn đến quả phạt đền dành cho Indonesia ở phút 42. Trận này phần lớn các tuyển thủ Việt Nam cũng đều được chấm điểm cao hơn so với trận gặp Nhật Bản. Tuyển Việt Nam cũng có khá nhiều cái tên được sofa score chấm từ 7 điểm trở lên như Xuân Mạnh được 7,2 điểm, Võ Minh Trọng được 7,1 điểm, Khuất Văn Khang được 7,1 điểm, Quang Hải được 7 điểm. Bên phía đối diện, trung vệ Justin Harper và thủ thành Enado Ari là những người được chấm cao nhất với cùng 7,5 điểm. Một số cái tên như Asawi, Rafael Struck, Marcelino Ferdinand hay Watch đều được chấm từ 7 điểm trở lên. Trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Asian Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Troussier bày tỏ sự thất vọng và đánh giá đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Indonesia 0-1 vì một sai lầm nhỏ. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình kéo áo stroke trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền và Ansawi đã ghi bàn duy nhất ở phút 41. Huấn luyện viên Philippe Chuze cho biết mình tôn trọng quyết định của trọng tài và dành lời động viên cho Thanh Bình vì cách đứng lên sau khi mắc sai lầm. Vị chiến lược gia người Pháp nói về các hậu vệ Thanh Bình và Việt Anh tôi có trao đổi riêng với họ về cách truy cản và tổ chức tấn công ở giữa giờ. Sang hiệp 2 họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Kết thúc trận đấu, tôi có nói riêng với Bình rằng cậu ấy đã dám chơi và dám đương đầu. Bình đã vượt qua giới hạn bình có chuyên môn nhưng luôn có chút gì đó ngại ngùng rụt rè tôi không trách mắng gì thanh bình và việt anh Họ đã chơi tốt gần như cả trận, bóng đá là có sai số, tôi luôn tự hào về các cầu thủ, dù thua nhưng chúng tôi không đầu hàng, luôn nỗ lực đến giây phút cuối cùng. Huấn luyện viên Chu Zhe nói thêm, chúng tôi có kế hoạch giảm va chạm, tránh mất bóng để đỡ mất sức. Có một số điểm chúng ta cần cải thiện, đặc biệt là thể lực để có thể duy trì cường độ cao suốt trận đấu. Hiện tại, đội mới duy trì được 60 đến 70 phút, cuối trận thường đuối. Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao khi không có bóng cũng phải di chuyển, nên mỗi trận cầu thủ phải chạy trung bình từ 8 đến 10 km để thúc đẩy cầu thủ phải cải thiện thêm nhiều. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Erling Haaland vừa được vinh danh là cầu thủ nam xuất sắc nhất tại lễ trao giải Global Soccer Awards 2023 ở Dubai, diễn ra vào dạng sáng ngày 20 tháng 1, 2024 theo giờ Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Haaland sau một năm thi đấu thành công. Tiền đạo người Naui đã ghi 52 bản sau 53 trận cho Manchester City mùa trước, giúp câu lạc bộ này giành vinh quang ở Premier League, FA Cup và UEFA Champions League. Thành tích này đã giúp anh vượt qua cả Cristiano Ronaldo để được vinh danh. Đáng tiếc điều đó không đủ để giúp Hà Lan đánh bại Lionel Messi trong cuộc bầu chọn cho cả giải quả bóng vàng và cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA. Tuy không thể giành danh hiệu cao nhất, nhưng Ronaldo vẫn có cho mình một danh hiệu mang về khi được vinh danh là cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất. Anh cũng được nhận giải thưởng Maradona vì là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất bóng đá thế giới năm ngoái với 54 bàn sau 59 trận cho Anad và Nha. Cuối cùng, Ronaldo tiếp tục nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất năm do người hâm mộ bình chọn. Ở những hạng mục khác, tiền vệ Aitana Bomati của Barcelona và Tây Ban Nha đã giành giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Jude Bellingham của Real Madrid và tuyển Anh đoạt giải cầu thủ trẻ triển vọng. Ở trận đấu giữa Ai Cập và Ghana thuộc khuôn khổ vòng bảng Can Cup 2023 vừa qua, Mohamed Salah đã bất ngờ dính chấn thương. Cụ thể, sau khi phải nhận pha vào bóng quyết liệt từ đối phương, ngôi sao của Liverpool bị đau và phải nhờ tới sự can thiệp của các bác sĩ. Dẫu vậy, Salah không thể thi đấu hiệp 2 và phải sớm rời sân ở cuối hiệp 1. Sau đó, đội tuyển Ai Cập thông báo rằng Salah dính chấn thương gân khiêu. Mới đây, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập, nếu Ai Cập vượt qua vòng bảng vào vòng 1-8, họ cũng sẽ không có sự phục vụ của Salah. Như vậy, Salah chỉ có thể ra sân trở lại cho đội tuyển Ai Cập vào Can 2023 nếu họ giành quyền vào tứ kết. Mặc dù Salah dính chấn thương nhưng việc chỉ phải nghỉ thi đấu 2 tuần giúp người hâm mộ Liverpool như mở cờ trong bụng. Như vậy, nếu bình phục chấn thương thì ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn có thể ra sân cho Jacob khi đã khỏe mạnh hoàn toàn. Hiện tại, Ai Cập mới chỉ có vọn vẹn 2 điểm sau 2 lượt trận tại CAN 2023, thậm chí đứng trước nguy cơ bị loại, họ cần phải thắng đội đầu bảng kết Verde nhằm tự định đoạt số phận của mình. Hôm 16 tháng 1, Mourinho nhận thông tin sa thải từ AS Roma. Việc chia tay huấn luyện viên trưởng ngay thời điểm này của mùa giải gây tranh cãi trong chính nội bộ của Roma. Tuy nhiên, các ông chủ của câu lạc bộ thành Rome có lý do để đưa ra quyết định kể trên. Phong độ của Roma ở giải vô địch quốc gia trồi sụt từ đầu mùa giải Họ cho rằng người đặc biệt khó giúp câu lạc bộ trở lại sân chơi Champions League mùa tới. Trận thua Milan 1-3 ở vòng 20 Serie A định đoạt số phận của Mourinho. Đội bóng thủ đô Italy tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau kết quả trên. Sau đó, trên đường thu dọn đồ rời khỏi câu lạc bộ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha để lại cảnh tượng xúc động khi khóc trong lúc nán lại chào hỏi người hâm mộ ngay sau đó, hình ảnh tấm biểu ngữ được hội cổ động viên Ice Roma răng bên ngoài sân Olympico với dòng chữ: "Câu lạc bộ không có linh hồn, cầu thủ hèn nhát". Vinh dự khi được sát cánh cùng ông Jose Mourinho. Như một cách phản đối quyết định của đội bóng xuất hiện nhiều trên các diễn đàn của mạng xã hội, Mourinho rất được lòng các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Sự xuất hiện của người đặc biệt tại sân Olympico từ năm 2021 thổi vào câu lạc bộ luồng sinh khí mới. Những cổ động viên Roma yêu mến, thậm chí sùng bái chiến lược gia người Bồ Đầu Nha. Lần đầu tiên sau 30 năm, Roma mới giành lại một chiếc cúp châu Âu khi đăng quang ở Conference League 2021-2022. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng áo mùa bã trầu sau 11 năm. Trong mùa giải tiếp theo, Mourinho dẫn dắt Roma và đến trận chung kết Cúp châu Âu năm thứ hai liên tiếp là Europa League. Thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng của bản tin bóng đá ngày 21 tháng 1 của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin về bóng đá Việt Nam và bóng đá quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên Facebook và Youtube của Bóng đá và Đời Sống. Các bạn hãy follow, like và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.